Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Sa-lê cùng với 3.000 quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Si-mô để vây bắt David. Ban đêm, David và Abishai đến nơi quân sĩ của vua đóng và thấy Sa-lê đang nằm ngủ trong lều. Cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Abner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông. Abishai liền nói với David rằng: "Hôm nay Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay Ngài. Vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo, đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai." Nhưng David nói với Abishai rằng: "Chớ giết Ngài, vì có ai đưa tay phạm đến đấng Chúa sức dầu mà vô tội đâu." Rồi David lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu của Sa-lê, và cả hai ra đi, không ai hay biết và không ai thức dậy. Nhưng mọi người vẫn ngủ vì Chúa đã khiến họ ngủ say. David sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đằng xa, đôi bên cách xa nhau. Ngài hô lên rằng: "Đây là ngọn giáo của nhà vua. Một trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy. Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tùy theo sự công minh và thành tín của họ. Vì hôm nay Chúa trao đức vua trong tay tôi, mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa sức dầu." Đó là lời Chúa. Bài chiết thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ đến mục Côrintô. Anh chị em thân mến, Adam cũ là người có sự sống,
còn Adam mới thì có thậm chí ban sự sống. Những điều có trước không phải thuộc linh giới mà là thuộc thể giới, rồi mới đến các thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà đến thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy, và người thuộc thiên giới đó thế nào thì những người thuộc thiên giới cũng vậy. Vậy thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thiên quốc như vậy. Đó là lời Chúa.